Chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe mới về tại salon. Đó là một chiếc Ford Laser đời 2003, một chiếc xe hoàn toàn chính chủ tư nhân và mua một chủ từ đầu luôn. Đây toàn bộ tổng thành xe này. Đó, một chiếc sedan và thuộc dòng Ford, một dòng xe mà cũng khá là thông dụng và được lựa chọn rất là nhiều trên thị trường hiện nay. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe này. Đó, một dòng xe Ford thì cũng được đánh giá rất là tốt và được rất nhiều sự lựa chọn và có rất nhiều phiên bản và các dòng xe khác nhau. Thì đây là một chiếc Ford Laser. Thì đối với dòng Laser này thì có cả số sàn, số tự động. Thì đây là một chiếc xe số sàn, còn bản có cả bản số tự động cửa nóc. Thì đây là hoàn toàn một chiếc xe số sàn. Đó. Thì chiếc xe này chỉ có giá khoảng hơn 100 triệu, khoảng 150 triệu là quý vị các bạn có thể sử dụng và cũng như là lựa chọn chiếc xe này, à, bao gồm phí rút hồ sơ để về chạy gia đình hoặc là chạy thêm dịch vụ khá là tốt. Và đây là toàn bộ về sơn si, thân vỏ, cũng như là tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn về gầm bệ hay là toàn bộ tổng thành xe. Thì đây là một chiếc xe hoàn toàn cả 4 la răng đều là la răng đúc và lốp láp đều khá là mới. Và đều hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn về chúng ta sử dụng luôn, không phải động chạm cũng như là sửa rửa gì cả. Và đây là toàn bộ phần đầu xe này, đó. Và toàn bộ hệ thống đèn này. Đèn nó đã là hệ thống đèn bi. Thì đối với bản số tự động thì có cả thêm là cửa nóc. Đó, một chiếc xe mà về hệ thống option của dòng Ford cũng khá là tốt và được trang bị cũng rất là nhiều. Thì đây là toàn bộ hệ thống lưới tản nhiệt và mặt ca lăng và hệ thống đèn sương mù và la răng đấy ạ. Đó. Thì là đời 2003 nhưng đã là la răng đúc và đã có phanh đĩa đầy đủ. Đây, toàn bộ cua lốp này. Đó, một chiếc xe hoàn toàn chính chủ tư nhân và một chủ từ đầu luôn. Đó. Tôi sẽ quay luôn cho quý vị các bạn chi tiết hơn về phần gầm. Và đây là toàn bộ gầm này. Đó, đường ba bô lê này. Đó. Và toàn bộ gầm đây. Đó, toàn bộ gầm của chiếc xe này. Một chiếc xe mà tôi đánh giá khá là đẹp về tổng thành, về gầm bệ cũng như là hệ thống thân vỏ sơn si. Đây. Toàn bộ la răng cũng như là hệ thống phanh đĩa sau, 4 phanh đĩa đầy đủ rồi. Đó, la răng đúc nhìn khá là khỏe khoắn. Và chúng ta sẽ đi vào nội thất của chiếc xe này. Thì đây là toàn bộ nội thất này. Nội thất là nội thất da xịn và đã được bọc áo ghế. Đó, rất cẩn thận. Và toàn bộ táp ly này. Đó. Táp ly thì 4 táp ly vẫn là nỉ nguyên bản. Đây. Đó, và hệ thống keo chỉ mép trong này. Đó. Hoàn toàn bảo hành cho quý vị các bạn luôn về đâm đụng, ngập nước. Đó. Đây. Toàn bộ hệ thống là gương điện, kính điện và 4 táp ly đều là nỉ nguyên bản như thế này. Đó, khá là đẹp. Và toàn bộ trần cũng là trần nỉ nguyên bản. Đó. Đây. Trần nỉ nguyên bản này. Đó. Và đây là hệ thống táp ly bên trái. Toàn bộ đều là nỉ nguyên bản. Và đây toàn bộ da ghế này. Ồ, đây. Da ghế vẫn còn rất là đẹp và hoàn toàn không bị rách cũng như là không bị nhăn nheo. Đó, hoàn toàn da ghế vẫn còn rất là căng và đẹp. Thì đây, toàn bộ nỉ này cũng như là toàn bộ mặt táp lô. Đó, một chiếc xe được trang bị đầy đủ màn hình DVD, hệ thống cam lùi và các chi tiết trên táp ly và táp lô đều được mạ vân gỗ như thế này, nhìn rất là sang trọng. Đó, đây. Và điều hòa rất là tốt. Thì tôi cũng đã test đường dài cũng như là chạy khá là nhiều và đảm bảo quý vị các bạn thì vì chiếc xe này thì về gầm bệ rất là tốt và đặc biệt điều hòa cực mát luôn. Đó, hoàn toàn quý vị các bạn yên tâm về điều hòa này, gầm bệ. Thì đối với dòng xe này thì là máy 1.8 thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ trung bình rơi vào khoảng 7 lít đến khoảng 8 lít, chỉ khoảng 7 lít quay về thôi. Còn những cung đường thành phố hay đồi núi nếu mà chúng ta đi không tốt thì sẽ lên khoảng tầm 7-8 lít. Đó. Thì đối với đời 2003 thì hiện tại năm nay là 2019, cũng đã là 16 năm và hiện tại vẫn đăng kiểm đang là 6 tháng. Và về ODO thì nó sẽ rơi vào khoảng gần khoảng 20 vạn. Đó, thì bởi vì trung bình nếu chúng ta chạy một chiếc xe bình quân chạy gia đình thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 vạn đến 1 vạn rưỡi cây số 100 cây. Đó. Và đây toàn bộ hệ thống bô lăng này.
logo Ford trên vô lăng cũng như là hệ thống hai phần cầm nhiều nhất trên vô lăng cũng còn thể hiện rất là đẹp, và toàn bộ là gương điện kính điện cả đây. Đó, và tâm ly này vẫn là nỉ nguyên bản, hoàn toàn hệ thống khóa cửa này đó hoàn toàn còn rất là sáng luôn đây. Đây, tất cả chi tiết đây, phần nỉ này đó, và tâm ly bên phụ này. Mặt tâm lô này. Đó, hoàn toàn một chiếc xe chính chủ tư nhân luôn. Và toàn bộ hệ thống áo ghế đây. Đó, da ghế vẫn còn rất là đẹp và hoàn toàn rất mướt, hoàn không bị rách hay là xù gì cả. Đây. Đó. Thì hiện tại Mạnh Ô Tô đang có chương trình khuyến mãi và tặng quà cho khách hàng từ ngày mùng 6 cho đến hết ngày 16, trong vòng 10 ngày, thì hiện tại hôm nay vẫn đang là ngày 14. Nếu quý vị các bạn nào có nhu cầu thì muốn mua xe và hãy tranh thủ mua trong khoảng thời gian này, thì chúng ta sẽ được lựa chọn rất nhiều phần quà giá trị lên tới khoảng vài triệu đồng, ví dụ như áo ghế này, bơm điện này, bọc vô lăng này và rất nhiều phần quà khác đó. Thì quý vị các bạn có thể là lựa chọn cho mình, và hoặc là lựa chọn đúng trong khoảng thời gian này thì sẽ được khuyến mại đó. Và đây toàn bộ hệ thống mặt táp lô đây, và cụ số này. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Ford Laser đời 2003, một chủ từ đầu. Thì chiếc xe đã được máy đã được dọn rửa. Như quý vị các bạn thấy thì về phần da máy này, đó, phần cổ xà này, đó hoàn toàn rất là sáng. Những chiếc xe mà chạy nhiều hay là kém thì về phần da máy nó sẽ bị thâm, hoàn toàn nó sẽ không được sáng như thế này. Đây, toàn bộ cổng thành này, keo chỉ này, tai đèn này, và toàn bộ hệ thống răng, tem này. Đó. Rồi. Và toàn bộ keo chỉ lắp cabo, cả phần nỉ lắp cabo này cũng còn nguyên quý vị các bạn nhá. Đó. Những chiếc xe mà đời 2003 mà còn giữ nguyên được cái phần nỉ lắp cabo này thì hoàn toàn tuyệt vời. Và đây toàn bộ keo chỉ đây. Một chiếc xe mà đối với dòng Ford thì những chiếc xe dòng Ford hoàn toàn nếu ai đã trải nghiệm thì chạy dòng này khá là tốt và hoàn toàn rất là mướt. Đó. Bốn máy, máy 1.8. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Ford Laser đời 2003, số sàn, một chủ từ đầu, và có giá khoảng 150 triệu đồng là bao gồm phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.